Vâng, mình chào các quý anh em nhé. Các với mọi khi giới thiệu Zippo cho anh em xem thì hôm nay Zipman sẽ giới thiệu cho anh em một cái phụ kiện anh em nhé. Cái này dùng để đánh bóng những cái cây Zippo mà có chất liệu là bằng đồng anh em nhé. Thì cái hộp này ấy, nó có tên là Metal Polish anh em nhé, hoặc cũng có thể tên gọi khác đó là Autosol anh em nhé. Đấy. Thì cái hộp này nó có công dụng là đánh bóng những cái vật liệu như là ví dụ như những cái gì liên quan đến kim loại này, đồng này, nhôm này, đấy, inox các kiểu đó, thì nó đánh bóng rất là tốt anh em nhé. Và những cái cây Zippo như thế này sau một thời gian anh em sử dụng anh em nhé thì nó sẽ ngã sang màu vàng, để nó vàng như thế này. Thì cái màu vàng này cũng bản thân đồng ngã sang màu vàng cũng rất là đẹp rồi, nhưng mà nếu như anh em muốn lúc nào nó cũng sáng bóng ấy, sáng như một thỏi vàng luôn đấy, thì anh em có thể là dùng cái này anh em nhé, cái này anh em đánh bóng này. Ví dụ cái cây bật lửa này của mình có trưng bày thì có đấu vân tay vào thì nó sẽ bám những cái màu như thế này, nên là nó màu vàng đậm quá. Bây giờ mình muốn tẩy đi thì mình phải dùng cái này anh em nhé, dùng cái Metal Polish này. Thì cái Metal Polish này trên thị trường họ bán tầm 60-70 gì đấy, anh em có thể mua anh em dùng nhé, hoặc là mua shop Zipman cũng được, tùy anh em thôi. Cách sử dụng thì tiện đây mình cũng nói luôn cho anh em. Đây, khi bóc cái hộp nó ra thì nó sẽ như thế này. Và anh em đánh bóng ha, anh em kiếm cho mình một cái khăn mềm thôi anh em nhé. Đấy. Và một cái lọ xăng Zippo nữa, cái lọ xăng Zippo xịn luôn anh em nhé, cái xăng mà anh em dùng đấy, 125 ml màu đen. Thì anh em mở ra, trước tiên khi đánh bóng thì anh em dưới một ít cái xăng lên cái khăn ướt, khăn mềm anh em nhé. Sau đấy anh em mới dùng cái metan này. Đấy. Cái này thì hộp này 50 mg, thì anh em bỏ tầm khoảng bằng cái hạt lạc thôi. Đấy. Đấy. Như thế này thôi này, cái này là nhiều rồi đấy. Một tuần anh em lau một lần, hoặc là một tháng một vài lần cũng được. Đấy là cái này thì anh em dùng các hàng năm. Đấy. Nhiều thì cả năm, ít thì phải vài năm mới hết anh em nhé. Sau đấy là anh em lau đi. Đấy. Lau sơ qua như thế này. Đấy. Mình chỉ qua cho anh em thôi anh em nhé. Đấy, mình làm rất là nhanh. Thì nếu như mà nó khô quá thì anh em lại dưới thêm một ít xăng nữa vào chỗ đây, thì đảm bảo lau xong nó sẽ sáng bóng luôn anh em nhé. Chắc chắn là như vậy. Đây. Cái này mình mới lau sơ qua là nó như thế này này. Và bây giờ nó còn đang hơi bẩn một chút thì mình sẽ đổ cái xăng sang cái chỗ khăn sạch anh em nhé. Và mình lau lại lần cuối. Đây. Khi anh em lau thì anh em nhớ xoay ngược như thế này nhé, xoay để cho nó sạch đều. Một lưu ý nữa là nếu như những cây Zippo nào nó có vân ngang ấy, thì anh em lau theo cái vân ngang của nó anh em nhé. Đây. Ok. Thì sau khi lau xong anh em nhìn này. Đây. Nó có màu vàng óng như thế này. Đấy. Đợi thêm một thời gian nữa thì nó sẽ ngã sang màu vàng đẹp hơn anh em nhé. Còn nếu mà anh em lau sạch quá, bóng quá thì nó chuyển sang màu sáng bóng như thế này luôn. Đấy. Bình thường là nó màu vàng như thế này anh em nhé. Đấy. Đấy, anh em nhìn kỹ nhé. Còn nếu anh em lau sạch quá thì nó sẽ sáng bóng như thế này, rất là đẹp. Tất nhiên là cái này thì anh em cũng có thể là dùng cái kem đánh răng ấy, cũng sạch, nhưng mà không thể so sánh được với cái này anh em nhé. Cái này nó chuyên dụng, nó sinh ra để là đánh bóng rồi. Ok, đơn giản vậy thôi. Còn anh em muốn lấy cái này thì alo cho shop nha, shop sẽ gửi cho anh em. Khi anh em mua cùng với hộp xăng này nữa này, hộp xăng Zippo thì hộp này 125 ml anh em nhé. Anh em dùng tầm khoảng được 3 tháng gì đấy. Cái shop đang phân phối với hộp xăng xịn này giá 70.000. Đấy, còn cái này là 65.000 anh em nhé. Anh em mua shop Zipman hoặc là mua bất kỳ đâu anh em muốn anh em nhé. Đến làm sao là anh em mua được cái đồ xịn cũng được. Còn cây Zippo này thì shop cũng có những cái cây mới anh em nhé. Cây này hàng cao cấp giá 1,2 triệu. Ok, anh em cần gì thì kích bạn Zalo hoặc là gọi điện cho shop nhé, hoặc là bình luận bên dưới. Ngoài ra thì nếu anh em muốn xem thêm nhiều mẫu khác thì trên website của shop này zipmen.vn này nhé, luôn có rất là nhiều sản phẩm. Anh em vào để xem nhé. Anh em xem video cho shop xin một đăng ký kênh và một like ạ. Mình chào tạm biệt. Cảm ơn anh em.